Trong 24 giờ qua, Myanmar đã ghi nhận thêm hơn 4.000 ca mắc mới và 165 ca tử vong do COVID-19. Đây cũng là ngày có số ca tử vong COVID-19 cao nhất tại Myanmar kể từ khi dịch bùng phát. Trong 2 tuần trở lại đây, số ca mắc mới COVID-19 ở nước này đã tăng mạnh trong cộng đồng với hai biến thể chủ đạo là Alpha và Delta. Số ca nhiễm mới tăng nhanh đã khiến hệ thống y tế của Myanmar quá tải và tình trạng thiếu oxy y tế nghiêm trọng. Số giường bệnh dành cho các bệnh nhân COVID-19 nặng đang có nguy cơ thiếu hụt tại Thái Lan. Theo Bộ Y tế Thái Lan, các bệnh viện ở Bangkok hiện chỉ còn trống khoảng 10% số giường bệnh nhân nặng và cần máy thở. Để giải quyết tình trạng trên, Bộ Y tế nước này đã quyết định đẩy nhanh kế hoạch tăng giường bệnh cho bệnh nhân mắc COVID-19, thể vừa và nặng. Hiện, Thái Lan có hơn 100.000 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện, trong đó có hơn 3.000 bệnh nhân nặng và hơn 800 bệnh nhân phải phụ thuộc vào máy thở. Chính phủ Indonesia đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi số ca mắc mới COVID-19 lên đến 100.000 ca một ngày. Một số biện pháp trọng tâm của kế hoạch này bao gồm đẩy nhanh chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 với mục tiêu tiêm 1 triệu liều một ngày, tăng cường 20.000 y tá và tuyển 2.000 bác sĩ là sinh viên mới tốt nghiệp. Chính phủ Indonesia khẩn trương đưa ra kế hoạch đối phó với kịch bản xấu nhất trong bối cảnh nước này vừa trở thành quốc gia có số ca mắc mới COVID-19 trong ngày cao nhất thế giới, với hơn 56.000 trường hợp được ghi nhận ngày hôm qua.